Cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Bóng Bay. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem video của Bóng thì chào mừng bạn. Nếu mà bạn thích các video về chủ đề cuộc sống khi mà đi du học, lối sống hàng ngày cũng như là các mẹo thật là hay để mà dưỡng da hoặc là trang điểm thì nhớ subscribe liền vào kênh của Bóng ngay phía dưới nha. Như vậy thì bạn có thể trở thành một thành viên trong team của Bóng Bay. Và để đáp ứng được rất là nhiều request của các bạn thì video hôm nay sẽ là về chủ đề A Day in My Life, tức là một ngày trong cuộc sống bình thường của Bóng. Và phiên bản ngày hôm nay sẽ là phiên bản ngày cuối tuần. Bóng cũng đã từng đăng một video như thế này rồi, mà phiên bản là vào ngày đi học. Và bạn có thể xem video đó ở link ngay đây. Tất nhiên là Bóng cũng sẽ để link đó ở cuối video và ở trong phần description box phía dưới, cho nên là mọi người đừng có lo nha. Ngày hôm nay thì chắc chắn là Bóng sẽ dẫn được mọi người đi chơi nhiều nơi hơn và gặp được nhiều người hơn. Và trước khi mà vào video thì Bóng chỉ muốn nhắc với các bạn là nhớ follow Bóng ở trên Facebook và Instagram ở địa chỉ ngay đây, The Good Balloon. Lý do là vì Bóng đăng rất là nhiều về cuộc sống của mình trên đó, và bằng việc follow Bóng thì các bạn có thể biết được cuộc sống của Bóng hàng ngày như thế nào. Bây giờ thì tụi mình cùng vào video luôn nhé. Sau khi dậy rồi thì tất nhiên là Bóng cũng chưa thể nào ra khỏi giường được liền, mà phải nằm xem điện thoại một xíu. Sau đó thì làm vài động tác kéo giãn cơ thể đơn giản và quyết định hôm nay sẽ là một ngày thật là vui. Và dĩ nhiên ngày vui đó thì phải bắt đầu bằng việc đi vệ sinh buổi sáng rồi. Và chắc tới khúc này thì cũng không ai bất ngờ nữa, tại vì mọi người đều biết là Bóng thích uống nước ấm vào buổi sáng mà. Sau đó thì đi đánh răng để cho miệng được sạch sẽ và thơm tho nào. À, và nếu mà mọi người thắc mắc thì Bóng đang dùng bàn chải điện của Sonicare. Bóng dùng nó được 2 năm rồi, rất là tốt và rất là thích luôn. Sau khi rửa mặt thật sạch và sảng khoái bằng nước mát thì đã đến giờ của skincare rồi. Skincare routine của Bóng thì Bóng cũng đã đăng khá là nhiều lần rồi, cho nên mọi người có thể xem lại ở trong playlist skincare, và Bóng sẽ để cái link của nó ở ngay trên góc phải màn hình bây giờ. Và tất nhiên bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất, chính là kem chống nắng. Rồi giờ thì xem móng miếng hình nha. Bóng thích cái áo này lắm luôn, tại vì cái chi tiết ở phía sau lưng này nè. Tiếp đến là make up time. Hôm nay tại vì thời gian không cho phép cho nên là Bóng trang điểm rất là nhanh và rất là đơn giản. Tuy nhiên mọi người cũng có thể xem lại cái make up tutorial kiểu trang điểm cho mùa thu màu cam đất mà Bóng đã đăng cách đây 2 tuần. Rất là đẹp luôn á. Rồi bây giờ là thời gian dành cho mái tóc. Tóc này thì Bóng chưa gội được 2 ngày rồi cho nên hơi bết một xíu. Vì vậy mà Bóng đang sử dụng dry shampoo để làm cho nó fresh hơn. Và Bóng đang sử dụng cái loại này của Batiste, rất là tốt, cực kỳ được ưa chuộng ở Mỹ luôn. Rồi bây giờ đi ra ngoài thôi. Đến nơi rồi, oh my god, mọi người nhìn kìa, trời mùa thu siêu đẹp luôn. Thích quá, thích quá, thích quá. À mà nãy giờ Bóng quên mất, chưa kịp nói là mình đi đâu. Bóng có hẹn với bạn thân của Bóng lúc 10 giờ và hai đứa đang cùng nhau đi bộ đến tiệm ăn sáng. Gặp nhỏ BFF cho nên là cười hết lớn luôn.
vấn đề cần phải làm và sau đó thì trả lời comment của mọi người ở trên video của Bóng. Mọi người xem video tuần trước chưa? Bóng nói về những gì có trong cặp của Bóng nó mới đi học á. Bóng cảm ơn những cái comment rất là dễ thương của mọi người nha. Sau đó thì Bóng quyết định đi cắt móng tay, tại vì cái màu sơn nó bị tróc ra tùm lum hết và cái móng tay nó cũng dài ra nữa, hơi bị khó chịu. Vừa làm thì Bóng vừa xem các video trên channel yêu thích của mình, đó là Hi Ho Kids. Mọi người có xem các video này chưa? Tụi nhóc siêu dễ thương luôn. Vậy là xong rồi, vì có hẹn cho nên là Bóng không có kịp sơn móng tay. Hôm nay mặc áo mới cho nên hơi bị phấn khích. Giờ thì thích chấp lại một xíu coi nào. Xong, đi chơi nha. Hello người yêu. Bóng thích nhất là đường xá vào mùa thu tại vì cây chuyển màu hết trơn, nhìn đẹp. À, mà có ai giống Bóng không? Cái áo mới là selfie một đống luôn. Rồi đố mọi người là tụi mình đang đi đến đâu nè. Hi hi, đi mall chơi nhé cả nhà. Đừng hỏi Bóng là tại sao Bóng lại chạy như vậy nha, tại Bóng cũng không biết nữa. Rồi vô Apple Store chơi nha. Chỗ này là mấy cây thông siêu nhỏ, dễ thương. Còn đây là Steve Madden, hiệu giày yêu thích nhất của Bóng. Nhưng mà theo truyền thống, hơi đi mall là phải ăn bánh Auntie Anne's. Nom nom nom, ngon quá. Trong lúc đang đợi cái thứ hai thì không chịu nổi cho nên xử luôn cái đầu tiên rồi. Giờ thèm lại rồi. Bóng nhớ ở Sài Gòn cũng có tiệm bánh này. Bóng thích nhất là vị almond. Mọi người ăn chưa? No sai rồi thì địa điểm phải đến tiếp theo chính là Sephora. Ở Sephora thì lúc nào cũng đông người hết, nhưng mà rất là vui và nhiều màu sắc. Giờ thì Bóng vô Lush tại vì cần phải mua một vài thứ. Nếu mà bạn nào không biết thì Lush là một dòng mỹ phẩm tự nhiên rất là nổi tiếng của Anh. Và tất cả các sản phẩm đều được làm bằng tay. Và gần đây thì Lush đặc biệt nổi tiếng với các loại bath bomb, tức là những cái loại xà phòng mà khi quăng vô bồn tắm thì nó sẽ sủi bọt. Yay, xong rồi thì bây giờ đi đâu nữa ta? À mà mới đầu tháng 11 mà không khí Noel đã rất là tràn ngập rồi. Dễ thương quá. Cái này là ở Bath & Body Works, là tiệm cực kỳ yêu thích của Bóng luôn. Đi shopping vậy là xong. Rồi bây giờ là đi chợ. Đây là hệ thống chợ Hàn Quốc nổi tiếng nhất ở Mỹ, tên là H-Mart. Có bán chôm chôm nữa. Đây là chợ yêu thích nhất của Bóng và Bóng thường đi đến đây khoảng 1 đến 2 tuần một lần. Tại vì ở đây bán đồ ăn rất là tươi ngon và ngoài đồ Hàn Quốc ra thì còn bán đầy đủ đồ của Việt Nam, Nhật, Trung Quốc và đồ Mỹ nữa. Nấm nè, cải nè, rau muống nè, còn gì nữa không ta? À còn cà rốt. Vì là siêu thị hàng cho nên mọi người thấy không, nguyên một dãy kim chi luôn.
Và tất nhiên là không thể bỏ qua mì ramen siêu ngon và siêu cay được. Đồ dễ thương thì vô số kể luôn. Và đây là Ajima nào vậy? Đã về đến nhà rồi. Đầu tiên là xếp hết những đồ tươi vào tủ lạnh và để những đồ còn lại vào tủ pantry. Xong, rồi bật đèn lấp lánh lên nào. Sau đó thì Bóng đi tắm thêm một lần nữa, tẩy trang và đánh răng cho thiệt là sạch. Giờ thì rửa sữa rửa mặt và Bóng sẽ để tên cái loại sữa rửa mặt Bóng đang dùng ở trong phần description box cho mọi người. Và mọi người nhớ hồi nãy Bóng mua đồ ở Lush không? Bây giờ thì Bóng sẽ dùng cái mặt nạ Mask of Magna Minty là loại mặt nạ yêu thích nhất của Bóng ở Lush để mà detox cho da. Trong lúc để mặt nạ như vậy trên mặt thì Bóng đi pha một tách trà. Và trà Bóng chuẩn bị uống là trà thảo mộc để lát nữa ngủ cho thiệt là ngon. Rồi giờ vào Netflix, vừa xem phim vừa tận hưởng ly trà của mình thôi. Cảnh này thiệt là dễ thương quá đi. Sau khoảng 20 phút thì Bóng đi rửa mặt lại. Rồi bây giờ là thời gian để mà skincare cho buổi tối. Xong rồi. Giờ thì uống trà và xem phim tiếp nha. Đến khi nào buồn ngủ thì thôi. Bóng đi ngủ nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video này và hẹn gặp mọi người tuần sau.